Nếu như ở giai đoạn tân binh, trong việc rèn luyện thể lực, các chiến sĩ được tập các bài tập thể dục buổi sáng, hoạt động thể dục thể thao thông thường, thì ở giai đoạn này, các chiến sĩ sẽ được rèn luyện thể lực với các bài tập ở cường độ cao hơn ngay tại bãi tập tổng hợp này. Trong quá trình hành quân, đặt ra những cái khó khăn thứ nhất đó là về sức nặng của ba lô và vũ khí trang bị. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến đôi vai của người chiến sĩ cũng như đôi chân. Dẫn đến hiện tượng bộ đội nếu như không được rèn luyện thì dẫn đến việc là không thể bám được đội hình. Trong việc hành quân rèn luyện kết hợp với trú quân ra ngoại và kết hợp với việc bơi vũ trang, bơi bao gói, đòi hỏi là về nền tảng thể lực phải cao hơn, về sức nhanh, sức mạnh cũng như sức bền. Đáp ứng được yêu cầu trên thì ngay từ đầu cán bộ chúng tôi đã đặt ra những kế hoạch huấn luyện cho bộ đội từ những bài tập co tay xả đơn này, vượt vật cản này và kết hợp với luyện tập bơi bao gói để làm sao khi bộ đội bước vào huấn luyện cũng như đi diễn tập là hoàn thành tốt nhiệm vụ.